bạn thân mến, các bạn đang mong mỏi sở hữu một chiếc smartphone đẳng cấp, nhưng giá thành của chúng lại quá cao và để bỏ ra hơn 16 triệu đồng để sở hữu một chiếc điện thoại là quá nhiều so với chi tiêu của bạn. Và ngay bây giờ có thể hiện thực hóa ngay điều này, đó chính là các bạn hãy đến với iRevo, vỏ thép thế hệ mới nhất của HK Phone. Và Thành Trung xin chia sẻ rằng đây chính là dòng điện thoại đang được ưu đãi, số lượng có hạn và hàng nghìn người đang sở hữu chiếc smartphone lý tưởng này. Là chiếc điện thoại 8 nhân đầu tiên tại Việt Nam sử dụng chất liệu thép gia công tinh xảo, iRevo mang đến sự sang trọng, độ bền vượt trội cùng với tốc độ xử lý ngang ngửa như một máy cao cấp nhưng giá thành chỉ bằng một nửa. Đặc biệt với ưu đãi lên đến 4.940.000 đồng, chỉ áp dụng đến ngày 23 tháng 9. Đây là thời điểm không thể tuyệt vời hơn để sở hữu ngay chiếc smartphone được sản xuất cho hàng triệu người Việt. Chế tác tinh xảo từ những khối hợp kim thép austenitic, iRevo sở hữu vẻ sang trọng cùng độ bền khó tin trong phân khúc điện thoại tầm trung. Bạn đánh rơi, có vật cứng vào màn hình, thậm chí là dùng để đóng đinh, không hề gì vì iRevo siêu bền. Toàn bộ thân máy trong và ngoài đều làm bằng hợp kim thép cắt bởi CNC cùng hàng giờ mài giũa bằng laser. Kính cường lực Gorilla Glass 2 trên iRevo đến từ nhà sản xuất Corning Mỹ được sử dụng trên hầu hết thiết bị di động cao cấp ngày nay. Đây là chiếc smartphone duy nhất được đầu tư tỉ mỉ về thiết kế mà bạn có thể sở hữu chỉ với số tiền hơn 5 triệu đồng. Sở hữu bộ vi xử lý lõi 8 hiếm hoi trong tầm giá 5 triệu, iRevo xử lý mọi công việc giải trí gần như tức thời, sản phẩm chạy tất cả các ứng dụng nặng hay game 3D mượt mà và ổn định. Chip thế hệ mới giúp tăng thời lượng pin tới hơn 40%, đáp ứng tối đa nhu cầu của bạn. iRevo vẫn sẽ dẫn đầu công nghệ ít nhất trong 5 năm tới đây, một bước đầu tư dài hạn và chính xác cho chiếc điện thoại của bạn. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy ngay lúc này, chỉ một cuộc điện thoại đến hotline, bạn đã có thể sở hữu smartphone đẳng cấp iRevo. Không cần đến những smartphone 15-16 triệu, với iRevo giá ưu đãi 5 triệu 250 nghìn đồng, bạn vẫn có thể chơi đã tất cả các game 3D đình đám như Need for Speed, Modern Combat 5 hay FIFA 14. Đồ họa đỉnh cao sắc nét chuyển qua chuyển lại nhiều tựa game mà không hề bị giật hay đơ máy, chắc chắn sản phẩm sẽ đem lại cho bạn những giây phút đầy lôi cuốn. Bộ đôi camera 13 megapixel, 3 megapixel quay Full HD 1080p, chụp tốt trong mọi điều kiện ánh sáng. Bạn sẽ phải rất bất ngờ với hàng loạt chế độ chụp hình độc đáo trên iRevo. Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp cảm ứng thông minh mang lại sự thuận tiện tối đa khi sử dụng. Gõ hai lần để mở máy, vẽ C để mở máy ảnh, hay vẽ M để nghe chỉnh nghe nhạc. Nhanh tay lên, cầm điện thoại của bạn và gọi ngay đến số hotline. Đây là cơ hội 102, một ưu đãi lớn chưa từng có. Đặc biệt, tất cả khách hàng mua iRevo đều được dùng thử miễn phí 3 ngày. Xin nhắc lại là dùng thử hoàn toàn miễn phí 3 ngày. Xin chào tất cả quý vị và tất cả các bạn. Đây là một chương trình dùng thử rất khó tìm ở Việt Nam. Nếu không thích, bạn có thể trả lại máy cực kỳ dễ dàng mà không mất bất kỳ một chi phí nào. Tuấn Lương và những người bạn của mình đã trải nghiệm và cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ này. Hãy đến và dùng thử miễn phí HK Phone ngay từ ngày hôm nay. Với chiếc HK Phone iRevo giá ưu đãi là 5 triệu 250 ngàn đồng thì các bạn không cần phải phung phí quá nhiều tiền để sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp giá hàng chục triệu đồng nữa. Đừng chần chừ, hãy gọi điện đến hotline và tới showroom gần nhất của HK Phone để sở hữu chiếc iRevo vỏ thép hệ mới nhất của HK Phone. Và Thành Trung chắc chắn rằng các bạn sẽ hài lòng với sản phẩm này. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.